の前だ。はあ、首を突っ込まないでもらえるか。甘いな。俺がやる十分だ。うちと一戦やりたきゃ軍艦でも引っ張ってくるんだな。奪うつもりなら死ぬ気で来い。ワンピースバウンティーラッシュ。On a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Ok anh em, thì như anh em đã thấy rồi đó, coi qua cái video của Xăng mới sẽ xuất hiện, thì Xăng nó sẽ là hệ tấn công màu xanh lá cây nha anh em. Nó là dạng hàng X và nó sẽ được ra mắt vào ngày mai, là ngày 25 tháng 8. Ok, thì bây giờ mình sẽ đến với Jay và skill của Xăng nhá. Ok, Jay đầu tiên Nullify Stun là kháng hiệu ứng choáng nè. Jay tiếp theo là khi mà bạn khi mà bạn dính hiệu ứng choáng á, địch gây ra hiệu ứng choáng á, thì các bạn sẽ được hồi 15% máu. Ok, Jay tiếp theo khi mà bạn perfect dodge. Ok, khi mà bạn perfect dodge thì bạn sẽ rơi vào trạng thái haki tốc đỏ trong vòng 5 giây. Thì trạng thái haki tốc đỏ này như thế nào thì chắc bên dưới nó sẽ có ghi. Ok, tiếp theo, khi mà bạn gây ra đam vào cái đòn đánh thường thứ 3 của Xăng thì nó sẽ có hiệu ứng knockback. Đòn đánh thường thứ 3 của Xăng nó sẽ có hiệu ứng hất tung địch nha anh em, đắc bắc á. Chơi thứ nhất, khi mà tấn công một kẻ địch mà bạn đang trong trạng thái tốc đỏ, haki của tốc đỏ, thì sẽ giảm vả nồi, giảm máu tối đa của địch xuống 50%. Giảm không, giảm and reduce enemy's max HP by 50% of damage dealt, là sẽ giảm 50% HP tối đa của cái đam mà mình gây ra đối với địch, 50% máu tối đa của địch nha anh em. Căng á. Đồng thời tăng cái trạng thái tốc đỏ, haki tốc đỏ thêm 2 giây nữa. Cứ tấn công địch là anh em quýnh vào địch hoài thì anh em duy trì được cái trạng thái này hoài luôn. Nó cứ tăng 2 giây vậy, nên anh em phải đánh canh timing cho chuẩn nha anh em. Ok, tiếp theo, when your HP is more than 70%, change that to a stagger effect, là máu của anh em trên 70% thì anh em sẽ không bị ngã. Cái hiệu ứng ngã của anh em đó, nó sẽ chuyển thành hiệu ứng chao đảo, là cái lúc mà địch quýnh anh em á, anh em không bao giờ bị té hết á, anh chỉ bị giật lùi thôi. Rồi, after receiving damage from an enemy which is more than 100% of your max HP, recover 30% HP, là sau khi mà anh em nhận đam từ địch á, mà địch gây ra cái lượng đam mà bằng 20% máu tối đa của anh em á, thì anh em sẽ được hồi 30% máu. Đó, giống như cái chay của Roger vậy anh em. Nhưng mà chay này ngon vả nha, trâu vả nồi luôn á. Là địch mà gây cho anh em lượng đam bằng 20% máu tối đa của anh em á, thì anh em sẽ được hồi lại 30% máu. Đấy, là anh em như cây hồi máu di động vậy anh em. Rồi, chay thứ hai, when you knock back an enemy, increase attack by 20%, là khi anh em đánh hất tung địch thì anh em sẽ được tăng 20% chỉ số attack lên, và maximum là 100% nha anh em. Maximum là 100%. Xăng cũ thì giết người thì nó sẽ được tăng 20%, còn xăng mới á, thì khi mà anh em hất tung địch thì anh em sẽ được tăng 20% đam, và maximum mình tích tối đa được là 100% nha anh em. Ok, tiếp theo, khi mà team của bạn có ít cờ hơn á, có ít cờ hơn, thì anh em sẽ được giảm thời gian hồi skill 1 50%, đồng thời giảm thời gian né của anh em thêm 50% nữa. Vả nồi, con tướng này đúng kiểu tướng lật kèo luôn á anh em. Bên anh em mà ít cờ hơn á
thì anh em sẽ được giảm thời gian hồi skill 1 50%, rồi giảm thời gian né thêm 50% nữa. À, bá vãi nồi anh em ơi. Sau khi giết địch thì anh em sẽ hồi lại skill 2 30% và hồi 15% HP. Ok, thì Jay này giết người, khi mà săn giết người thì anh em sẽ được hồi lại 30% của skill 2 và hồi 15% máu. Ok, đó là Jay. Đối với skill 1 nha anh em, skill 1 của tóc đỏ, Red Hair Onslaught, Normal Stay dạng thường, tiến đến kẻ địch ở một cái tầm xa, tầm tấn công xa và tấn công với hiệu ứng hất tung địch. Ok, còn dạng tóc đỏ, dạng hai cây tóc đỏ thì anh em sẽ tiến tới địch với một khoảng cách xa hơn nữa và tấn công địch với hiệu ứng knockback. Ok, thì dạng thường thì tầm xa, còn dạng tóc đỏ thì xa hơn nữa, thì không biết xa cỡ nào thì ngày mai anh em khi nó tung ra thì anh em sẽ được biết nha. Ok, tiếp theo, đam gây ra sẽ bỏ qua hiệu ứng bỏ qua cái damage reduction là cái phần trăm miễn thương á anh em. Và hồi vậy là mấy cái con mà như đại tướng Frankie hay là mấy con mà có hiệu ứng 80% hiệu ứng giảm đam á, là gặp con săn này cũng bó tay anh em ơi. Đấy, con săn này đúng kiểu chiên trị mấy con mà defender châu châu luôn á. Đó, khá là ngon nha anh em, con này là chắc chắn phải bull rồi anh em ơi, con này là chắc chắn phải bull rồi, con này quá mạnh luôn anh em ơi. Tiếp, nullify stagger for a set period of time là kháng hiệu ứng chao đảo khi mà anh em dùng skill 1 và được buff chỉ số attack ở khi mà skill đạt level 5. Ok, skill 2, grip form thrust, bắt đầu gồng bằng cách nhấn giữ nút skill và đưa nhân vật vào trạng thái tóc đỏ, hai cây tóc đỏ. Đây cái trạng thái hai cây tóc đỏ này anh em. Khi mà anh em ở trạng thái hai cây tóc đỏ thì tướng của anh em chỉ có thể bị đánh bởi đòn đánh thường thôi nha anh em, chỉ có thể bị đánh bởi đòn đánh thường và không bị treo đảo. Đồng và hủy mọi hiệu ứng luôn anh em, là mấy cái hiệu ứng khống chế đồ của con kẹo hay là mấy con mà hiệu ứng như mắt ma của Akenu đó, miễn mọi hiệu ứng luôn anh em ơi. Khi mà anh em gồng á, khi mà anh em gồng thì anh em chỉ bị tấn công bởi đòn đánh thường thôi, chứ skill quýnh vô nó thì anh em vẫn không bị gì hết, chỉ có đòn đánh thường thôi nha anh em. Rồi, ok, nếu mà if you let go of the skill button before the charge is complete, the charge will cancel and you will not attack normally. À, khi mà anh em gồng chưa hết á, kiểu bấm rồi thả ra thì nó sẽ cái đòn gồng nó sẽ bị hủy và anh em sẽ tấn công một cách bình thường, là chắc là đem yếu hơn á. Rồi, nếu mà anh em gồng đến khi mà skill nó tung ra á, thì anh em sẽ có một đòn tấn công khác mạnh hơn và anh em sẽ trở nên bất tử nha. Khi dùng skill này, bất tử đó anh em, chỉ bị tấn công bởi đòn đánh thường thôi, anh em trở nên bất tử. You are able to move while holding down the skill button, là anh em có thể tự ý chỉnh cái hướng chạy của anh em nha, anh em có thể tùy ý chỉnh cái hướng chạy của anh em được nha. Ok, khi mà không gồng thì anh em sẽ tấn công long range area attack, là một khu vực tấn công tầm dài. Khi mà anh em còn tre, khi mà anh em gồng á, thì anh em sẽ được tăng thêm chỉ số def của anh em, tăng thêm chỉ số thủ của anh em, và cái tầm đánh của anh em nó sẽ dài hơn nếu mà khi mà anh em không sạc. Đó, thì skill 2 con này là kiểu nhấn và giữ nha anh em, vậy nên khi mà nhấn giữ càng lâu càng tốt anh em, nhấn tới khi nào mà hết cái skill nó xảy ra thôi anh em. À, con này dự là đem to này anh em, chay cũng bá nữa, hồi máu rồi quýnh theo chỉ phần trăm máu tối đa của địch các kiểu, rồi tăng còn có kẻ tích kẻ chỉ số tấn công nữa anh em, lên 100% luôn anh em. Thì con này rất đáng để anh em bull nha anh em, ngày mai anh em khô máu nha,
chắc chắn phải khô máu rồi. Anh em nhịn ỉa bao lâu rồi, bây giờ xả đi anh em ơi. Con này là chắc chắn để anh em xả rồi đó. Skill coi ngầu vá nồi luôn em. Săn dạng hai cây bá vương mà. Nên em buôn nha. Ok, thì mình chia sẻ với nhau về cái vị tướng S mới của anh em thôi. Chào anh, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp anh em vào ngày mai. Và chúc anh em may mắn khi buôn ra con S xăng mới nha. Ok, tạm biệt anh em.